Dạ, con kính chào cả nhà. Cô Nhi chào các con. Hôm nay cô Nhi chỉ các con nấu canh canh rau củ nè con. Và nấu súp, canh và súp cùng một loại rau củ này thôi. Các con thấy nè, dễ không? Cà rốt, khoai tây, su, đậu hũ, cắt hạt lựu một phân chuông vuông vậy đó. Còn nấm mình, nấm đùi gà mình cắt dài cho nó đẹp. Nấm đùi gà cũng được, hoặc là nấm bào ngư cũng được. Một thường thường cô hay nấu một tô rau thì là một tô nước. Cái tô này tô trung, cái dạng chén lớn đó, Đan Mạch người ta lớn con, người ta ăn chén lớn. Bột nêm thì nửa muỗng cà phê bột nêm, 1/3 muối. Mà hôm nay cô Nhi nấu không có bỏ bột nêm. Đó, coi như loại bỏ bớt thì các con nấu cứ bỏ bột nêm ha con ha. Rau răm và chút xíu ba rô phi. Bây giờ nấu cực kỳ dễ luôn á. Dầu thì coi như thay bằng dầu ô liu hoặc là dầu mè. Mình ăn ít dầu thì mình mua mắc mắc một chút cũng được, mình đâu có xài nhiều đâu con. Bây giờ các con thấy nấu nó dễ còn hơn là dễ nữa. Cô hay dùng đơn giản còn hơn là đang giỡn nữa. Bây giờ đổ vô nè con. Có mấy cọng ba rô coi như bỏ trên nè. Cà rốt, đậu hũ. Khoai tây, nấm. Bây giờ cô đổ nước vào luôn nè. Chén này là cái chén chén lớn, lớn hơn là chén thường mà nhỏ hơn cái tô ăn phở. Cô bỏ 1/3 muỗng muối. Cô khỏi bỏ bột nêm hôm nay đi, lâu lâu đào thải chút xíu bột nêm ra ngoài. Bây giờ cô mở lò, cô nấu khoảng chừng 8 đến 10 phút là cao ha. Trước tiên hết mình để cái nồi cho nó sôi, xong mình tính từ 8 phút. Cô Nhi nghĩ chừng 8 phút à. Rồi chừng chừng nào nó sôi cô sẽ đậy cái nắp một chút xíu, đậy hở hở cho nó mau chín. Rồi đó, đầu sôi rồi cô đậy nắp, cô hạ bớt lửa, đậy hở hở. Cái su cô bỏ tủ lạnh, nó lạnh quá nó bị tái chị nè. Nhưng mà cô nấu còn su này nè ha. Su này cũng được, su hào cũng được, bí đao cũng được, bầu cũng được. Các con muốn nấu cái gì thì nấu. Canh rau củ. Cô hạ lửa xuống. Rồi, 8-9 phút rồi nè con, chín rồi đó. Bây giờ nếu các con nấu canh á, thì bỏ dầu ô liu hay dầu thường cũng được. Cô muốn làm súp cho các con thấy cho nên cô đổ luôn cả cái dầu mè, đổ vô chút thôi. Cô chuẩn bị cho cái bột cô quậy để nấu súp nè. Bây giờ cô lấy tô cô đổ canh ra ha. Giờ cô cũng lấy cái tô này cô múc canh ngược ra trở lại, tắt lửa. Canh rau củ ngon tuyệt vời đó con. Nếu các con nấu thì các con đổ bột nêm đó vào luôn nha, nó mới đậm đà. Còn lâu lâu cô thảy bớt bột nêm ra thôi. Một tô đầy rồi, còn dư trong này khoảng ít nữa nè. Rồi bây giờ cái này là ba rô phi, cô bỏ lên mặt cho nó thơm. Rồi cái này là ngò, cô bỏ lên cho nó đẹp. Rồi cô cho chút xíu tiêu nữa là xong. Rồi xong rồi đó con. Xong tô canh rau, canh củ rồi đó. Để cô quay qua cho con thấy nha. Các con thấy ngon tuyệt vời không? Canh rau củ ngon tuyệt vời. Xong rồi hả con ha. Bây giờ cô dùng cái canh này nè. Cô thay vì mình không ăn canh, ví dụ như cha mẹ bụng yếu á, bị bệnh đó, mình có thể làm súp được. Bây giờ cô đổ ngược lại vào nồi rồi cô quậy bột sắn dây vào. Rồi bây giờ cô quậy bột sắn xong rồi nè, cô đổ qua cái nồi canh hồi nãy đó, rưới rưới lên mình vừa sền sệt thôi, nếu mà dư bột thì để lại thôi, mình đừng có cho đặc quá, nó vừa sền sệt như súp vậy đó.
rồi, nó đang sôi lên từ từ nè, nó đang sền sệt rồi nè con. Nó coi như nghĩ đổ hết cái lượng này là vừa đủ luôn. Rồi sền sệt rồi nè. Đáng lẽ ra hồi nãy cô nói đó, nửa muỗng bột nêm này đáng lẽ bỏ vào là đúng công thức, mà hôm nay cô lại muốn ăn canh lạc, tự nhiên muốn thôi. Nếu mà đổ nửa muỗng này nữa là vào là đúng đúng theo công thức, nửa muỗng bột nêm và một phần chút xíu muối thôi. Rồi cô Nhi đổ ra tô các con ha. Rồi cái nồi súp nhỏ này, cái nồi đáng lẽ là nồi canh hồi nãy đó, mà cô muốn làm cho các con biết được, các con có thể làm canh cũng được, làm súp cũng được. Cha mẹ ông bà không khỏe, mình nấu tô súp rau ăn vẫn ngon mà dễ tiêu hóa nữa, quá tuyệt vời luôn á. Cô Nhi thấy rất là ngon, bột sắn đã ngon rồi nè. Nhất á, là những người bệnh á, không ăn bột nêm nhiều, ăn bột nêm nhiều khó tiêu hóa. À, hồi nãy chén rau răm đâu rồi, bỏ chút rau răm nữa chứ, chút xíu tiêu nữa là xong. Để cô quay đây cho các con xem nha. Đó, xong một tô súp nữa rồi nè con. Canh cũng được mà súp cũng được. Coi như chúc các con tìm những món ăn đơn giản mà đầy đủ dinh dưỡng để làm dâng lên ông bà cha mẹ các con.